Hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái mẫu nắp vệ sinh thông minh. Cái này của hãng Toto các bác nhé. Tình trạng thì nó còn đẹp, xuất sắc các bác ạ. Nào quan tâm đến cái dòng lắp bệt vệ sinh thông minh thì alo che ngõ nhé. Tất cả phụ kiện có đầy đủ hết các bác nhé. Đây là cái chia ba của Toto, hàng zin nguyên bản mới sử dụng được nhé. Còn hàng nô không sử dụng được. Đặc biệt cái dòng này là nó có cái dây zin của nó nhé. Cái dây này bên trong tất cả bằng xương inox hết các bác nhé. Dòng này chống rỉ sét luôn mà. Đấy, phải đi theo cái chẳng ba zin của nó này. Đấy. Còn cái này là không có chẳng ba zin thì mình không chế được đâu các bác nhé. Chỉ còn cách là cắt bỏ dây này xong bắt đầu nó nối vào xong bắt cổ zin thôi. Còn đây là nguyên bản thì mới làm được. Con này còn rất là đẹp không ạ. Đấy, chức năng thì có hẹn giờ 6 tiếng 9 tiếng và có sử dụng nước nóng và sưởi ấm bệt. Đây là vệ sinh phụ nữ và vệ sinh chung. Đấy, và lúc tạm dừng tăng giảm cái mực nước. Đó. Thì mới thứ hai nữa là nó có chức năng là giống như là massage đấy các bác ạ. Đi tới đi lui cái vòi phun ấy rửa cho sạch sẽ. Đây em sẽ test cho các bác nhá. Đây hiện tại thì em đang cầm một tay. Ok. Đó. Thì tại vì các bác ngồi lên như này máy nó mới chạy các bác ạ. Đấy, ngồi lên như này em tiện này. Nhắm bằng chân thôi, tại vì một tay em quay điện thoại rồi. Đó. Ok, nước đang phụt lên các bác nhá. Đó, nước phụt lên này, rất là mạnh nhá. Tăng lên về người mình là hết cỡ nhá. Đấy, và mình nhấn thêm một cái nữa là đây vệ sinh phụ nữ. Đó, mình nhấn thêm một cái nữa, ví dụ nhấn một lần xong nhấn thêm một cái nữa là nó sẽ đưa tới cái vòi đưa rất sâu nhá. Đấy, rửa sạch sẽ luôn các bác nhá. Đây rửa cho chị em phụ nữ hoặc là mình rửa của mình cũng được các bác ạ. Đấy, mình dùng cái này thì nó sẽ tiết kiệm, không phải dùng giấy mà nó sẽ sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn. Đấy, khi mà vòi nó thu lại nó sẽ vệ sinh cái đầu thu nhá. Người ta tính toán rất là kỹ rồi. Máy còn rất là đẹp, các nào quan tâm thì alo cho shop của em các bác nhá. Tư vấn. Cái này thì nắp được gần như tất cả các loại bệt mà có hình thôi về phía trước như thế này các bác ạ. Đấy, hình vòng cung như thế này nắp được hết. Còn cái bình mà nắp bệt mà nó cố định giống như là nắp đúc ấy, đúc nếu mà đúc thẳng. Đúc thẳng đứng lên thì ok, còn đúc mà nó có một cái viền vành ra phía trước giống như là hai cái vành ghế, hai cái tựa ghế lưng thì không thể sử dụng được các bác nhé. Tại vì là nó chiếm hết diện tích, không thể đặt cái này vào. Còn cực đẹp luôn các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em, đầy đủ phụ kiện về sẵn nắp thôi để sử dụng nguồn điện 100V. Đấy, máy còn rất là đẹp đấy nhá, điện 100V. Đó, sản xuất tại nhà máy China Toto, xuất về thị trường Nhật Bản nhé. Tổng công suất nó tầm khoảng 400W quay trở lại thôi. Ok, thank you các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em.